Cái gì? Đi bộ đi cùng một con đường mà tìm 10 cái bản cho thuê phòng, cho thuê nhà. Chừng nào tìm được mới được dừng lại. Đó. Chơi, tê tê chơi, chơi tức có chưa nắng chang chang hành tu đi ra đây tìm mặt bạn, ai muốn tìm mặt bạn vậy? Đi lời than vô định luôn mọi người ơi. Biết chừng nào nó mới kiếm ra 10 tấm bản mà nó nhận thử thách đi đúng rồi luôn. Ai chẳng giữ trẻ cả. Cái gì vậy bà nội? Giữ mày hay giữ hả? Tên con người ăn. Ai biết quán này ở đâu không mọi người? Quán này của ai không? Comment cho mọi người cùng biết chứ nha. Ủa sao không đi nữa đi, dừng lại rồi. Thôi mệt quá, nãy giờ đi tàn thấy người ta đóng cửa không? Ai thấy ai dán bảng treo. Vậy dòng lại đi. Dòng lại coi có chỗ nào không? Người ta đóng cửa mà sao? Chị dán bảng treo. Người ta đóng cửa vậy chưa chứ người ta có miễn bán không sao? Nói rồi, nói rồi, nói rồi, nói rồi, nói rồi, nói rồi. Hai cái. Ê, cái đó cũng được tính không? Ok, ba rồi đó. Mệt quá. Đúng quá. Nhớ thời gian thử thách của mình, nó đi theo quay của mình nữa. Cái thứ tư, nhẹ nhàng thôi. Không ca. Bảy ca. Sao mệt. Cái thứ 8 nè. Ok, đủ chưa? Thật rồi nha. Cái 9. Trời ơi, 2 cái luôn hả? Mấy đầu đi một đoạn không có, tưởng khó tìm chứ nãy giờ tìm thấy cũng dễ á. Thời buổi kinh tế khó khăn hiện giờ thì chưa nắng hành mà có 21 hành nữa nha.